Xin được giới thiệu với mọi người một viên tinh thể thạch anh, trông dáng giống như một khẩu súng. Mọi người nhìn, nó là nguyên bản tự nhiên dòng thạch anh hai da. Những dòng này khi soi dưới ánh sáng mặt trời thì nó có độ ánh kim rất là tốt. Trụ này có chiều cao của đá là 13 cm và chiều ngang cũng là 13. Nguyên bản nguyên zin tự nhiên, không hề gắn ghép hay là mài rũa gì cả. Đây là mặt bên của đá. Viên này có khối lượng nặng là 0,8 kg và hiện tôi đang bán với giá là 300k. Nếu bác nào muốn sở hữu thì xin mời liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo cho tôi. Bác nào yêu thích về đá mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để thường xuyên được theo dõi các sản phẩm về đá mà kênh của tôi sẽ mang đến cho mọi người trong thời gian tới.